À, chúng ta hãy cùng đặt câu hỏi và cùng giao lưu với nhau trong những câu hỏi liên quan đến yếu tố bố trí phong thủy, kích hoạt tài lộc phong thủy, đặc biệt là quá trình nhập trạch trong giai đoạn này đối với nhà chung cư hoặc là nhà thổ cư. Tại vì trong thời gian này thì Đức Trung cũng như thầy Tam Nguyên hay là đội ngũ trợ lý thường xuyên nhận được các cái câu hỏi của các quý cô chú chị về cái việc đó là nhập trạch đối với nhà chung cư á. Trong cái giai đoạn này thì chúng ta tiến hành như thế nào, hay là các bước làm sao, hay là những cái nguyên tắc trong việc lựa chọn năm tháng ngày giờ nào để nhập trạch, hay là những cái thủ tục nghi thức nghi lễ như nào nhập trạch, hay là tháng 7 âm lịch thì có nhập trạch hay không. Thực ra thì cũng qua rằm rồi đúng không nhỉ? Chúng ta cứ lo ngại tháng 7 âm lịch cái tháng cô hồn qua rồi nhá, cũng rằm như là coi như là xong hết rồi, không phải lo về tháng cô hồn nữa nha. Chúng ta hãy đặt câu hỏi các quý cô chú chị ơi, hãy đặt câu hỏi để cùng giao lưu với phong thủy Tam Nguyên, và để chúng sẽ cùng giao lưu giải đáp đến các quý vị các câu hỏi liên quan đến làm nhà dựng cửa hay là quá trình nhập trạch trong năm 2020 và 2021 tới nào. Nói chung là thầy Tam Nguyên vừa kết thúc cái chuỗi video chúng ta cùng nói về các cái thần sát quan trọng liên quan đến việc khai sơn lập hướng trong năm 2021 Tân Sửu tới. Các cái thần sát ví dụ như là năm cái thần sát quan trọng để chúng ta tính toán về cái việc có lên động thổ làm nhà hay không, như Đức Trung và thầy Tam Nguyên thường xuyên chia sẻ đúng không ạ. Và trong cái thời gian vừa rồi Đức Trung và thầy Tam Nguyên vừa hoàn thành xong cái chuỗi video, năm cái video quan trọng trong việc phân tích các thần sát liên quan đến khai sơn hướng trong năm 2021 Tân Sửu, bao gồm là Thái Tuế sát này, Ngũ Hoàng Đại sát này, Tam sát này, Mậu Kỷ Đối Thiên sát và Mùa Long Biến Vận sát. Thì vừa rồi Đức Trung và thầy Tam Nguyên có thực hiện xong các video đó rồi, thì các cô chú chị chúng ta cùng chờ đón và cũng như là tham khảo trên kênh YouTube thầy Vân Thủy Tam Nguyên nhé. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu xoay quanh các câu hỏi liên quan đến nhập trạch, những cái nghi thức nghi lễ liên quan quan trọng đến thời điểm nhập trạch và các câu hỏi liên quan phong thủy khác. Xin mời chúng ta hãy cùng nhau giao lưu đặt câu hỏi nhé. Chào bạn Toàn Nguyễn. Vâng, chào bạn. Được rồi ạ, à, các anh chị ơi, chúng ta hãy cùng nhau vào và cùng nhau chào nhau đúng không ạ? Hãy cùng xin chào và cùng chào nhau để chúng ta cùng giao lưu trong buổi livestream ngày hôm nay nhé. Vâng, chào chào chú ạ. Chào bạn Ngọc Thúy nha. Chào anh chị Đức Hiền nào. Đâu rồi, chúng ta hãy cùng nhau vào chào nhau giao lưu cũng như là cùng đặt câu hỏi để tham gia quá trình tư vấn và giải đáp phong thủy trong buổi livestream ngày hôm nay nào các anh chị ơi. Có nhiều các cô chú ý chị vẫn chưa nắm được các cái hệ thống kênh truyền thông của Phong Thủy Tam Nguyên, khi mà muốn mà tiếp cận các thông tin tri thức thì không biết là tìm hiểu thông qua kênh nào, thì nói chung cũng nhắc lại với quý cô chú ý chị một chút về các kênh truyền thông hiện tại đang có của Phong Thủy Tam Nguyên, bao gồm là
ở hệ thống kênh YouTube, thì các cô chú chị có thể là cập nhật các cái thông tin kiến thức ở trên kênh YouTube mà các cô chú chị gõ ở trên phần thông tin tìm kiếm á, tên là thầy Phong Thủy Nam Nguyên, thì chúng ta có thể tìm kiếm những cái video kiến thức chia sẻ từ thầy Nam Nguyên trên kênh YouTube đó này. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm kiếm thêm thông tin trên kênh YouTube là Kiến trúc Phong Thủy Nam Nguyên, chúng ta hãy gõ trên thanh tìm kiếm ấy, là Kiến trúc Phong Thủy Nam Nguyên, thì trên đó có nhiều những video clip mà Đức Trung hay thầy Nam Nguyên hay đội ngũ trợ lý chuyên môn chia sẻ các kiến thức liên quan đến phong thủy, mệnh lý, vận số ở trên kênh YouTube đó, hay là liên quan đến động thổ làm nhà, chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên kênh đấy này. Ngoài ra này, kênh website thì chúng ta có thể tìm kiếm thông tin ở trên hai kênh website chính, đó là cái website phongthuyvượng.com. Đây là website mà trình bày các kiến thức về phong thủy cũng như là các dịch vụ mà Phong Thủy Nam Nguyên đang triển khai, mà chúng ta có nhu cầu chúng ta có thể tìm kiếm trên đó. Website thứ hai là website phongthuynamnguyen.com. Đây là website mà Phong Thủy Nam Nguyên thường xuyên chia sẻ các kiến thức liên quan đến việc sử dụng các vật phẩm phong thủy như thế nào, ứng dụng phong thủy thực tiễn vào trong cuộc sống, trong kiến trúc, trong cuộc sống nhà ở, hoặc là các vật phẩm phong thủy mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm kiếm thêm các khóa học online tại website là thuviệnphongthuy.vn. Đây là thư viện phong thủy mà website mà chứa đựng các cái nền tảng tri thức nhân loại xoay quanh bộ môn văn hóa phương Đông, mà các cô chú chị có thể tìm kiếm ở trên website là thuviệnphongthuy.vn. Chúng ta có thể tìm kiếm ở trên này để mà có những cái kiến thức mới liên quan đến các bộ môn văn hóa phương Đông nói chung, ví dụ như tử vi, bát tự, phong thủy, rồi là ca múa, nhạc họa, tất cả các bộ môn liên quan đến văn hóa phương Đông cũng đều có thể đăng tải trên cái website thuviệnphongthuy.vn này. Chúng ta có thể là tìm kiếm thông tin thêm nữa ở các cái trên website thuviệnphongthuy.vn thì Đức Phong Thủy Tự Nhiên có giới thiệu rất nhiều các đầu sách mà các cô chú chị có thể là tìm kiếm thêm về các cái đầu sách mà tại Phong Thủy Tự Nhiên có giới thiệu, mà chúng ta để tìm kiếm thêm nguồn tri thức từ sách, đúng không ạ? Hiện tại thì Đức Trung đang live stream tại thư phòng của Phong Thủy Tự Nhiên với rất nhiều các đầu sách khác nhau, thì chút nữa thì Đức Trung sẽ đưa máy qua một lượt để chúng ta cùng tham quan một chút một số những đầu sách mà tại Phong Thủy Tự Nhiên có rất nhiều nha, rất nhiều sách, đúng không ạ? Các sách về tử vi, các sách về tứ trụ, các sách về phong thủy địa lý, các sách về nhập môn phong thủy, chúng ta có thể tìm kiếm rất nhiều thông qua các đầu sách ở đây, đúng không ạ? Rất nhiều các đầu sách liên quan đến dạy về tử vi, bát tự, đúng nhỉ? Có rất nhiều luôn. Mà một số các đầu sách đợt trước live stream thì Đức Trung và Tiến Nguyên cũng đã có chia sẻ rồi đấy. Chúng ta bắt đầu có thấy một số các câu hỏi của các cô chú chị đã đặt về với chương trình rồi, đúng không nhỉ? Vâng, chào chị Nguyễn Thị Nhung nha. Bạn Bùi Dung có câu hỏi là năm 2021 hướng nhà nào không nên xây ở thầy? Với cơ bản là cái việc mà xây dựng được nhà hay không, đúng không ạ? Chúng ta vẫn nói là trên cái căn cứ, trên yếu tố là chúng ta tính toán đến yếu tố vận khí của sát khí hay là các yếu tố thần sát đáo đến mỗi một năm. Chúng ta xem là cái vận khí của mỗi một thần sát đáo đến một năm này đáo đến các sơn hướng như thế nào, chúng ta căn cứ vào cái yếu tố cát hung của các sơn hướng đó chúng ta tính toán trong năm 2021 Tân Sửu là có xây dựng được không, đúng nhỉ? Thì hầu hết là cái video chi tiết về cái việc các cái sơn hướng nào trong năm 2021 có làm được hay không thì Đức Trung và thầy Thắng Liên sẽ có cái video luận giải trong những cái thời gian tới, hay là các cái tháng từ tháng giêng cho đến tháng chạp, tức là từ tháng 1 cho đến tháng 12 là những cái tháng nào, những tháng đấy thì sơn hướng nào có thể làm được thì cũng sẽ được Đức Trung bổ ra và phân tích trong những video tới. Còn về cơ bản là thông qua hệ thống thần sát thì chúng ta có thể đoán được một số những cái sơn hướng trong năm 2021 là không làm được rồi, đúng không ạ? Ví dụ năm 2021 Tân Sửu thì Thái Tuế đáo đến Phương Sửu, đúng không ạ? Tức là đáo đến hướng Đông Bắc. Đông Bắc bao gồm ba sơn hướng là Sửu, Kấn và Dần. Thì năm 2021 Tân Sửu thì Thái Tuế đáo đến Phương Sửu. Như vậy chúng ta có thể nghe rằng là cái ngôi nhà mà tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, cụ thể là tọa Sửu, cụ thể là tọa Mùi và hướng Sửu thì năm 2021 tuyệt đối không thể xây được, đúng không? Tuyệt đối không thể xây được cái hướng Sửu này. Ngoài ra thì đối với lại là cái hướng khác nữa mà chúng ta phải tính toán đến, đó là tránh ngũ hòa đại sát.
Ngũ hoàng đại sát là sao ngũ hoàng thổ đúng không ạ? Năm 2021 thì ngũ hoàng đáo đến phương đông nam. Do đó rằng là đối với những nhà mà hướng đông nam trong năm 2021 thì dĩ nhiên một điều chắc chắn là điều chúng ta không nên xây. Cụ thể là tọa tây bắc hướng đông nam, đông nam bao gồm cả ba hướng là thìn, tốn với tỵ thì chắc chắn năm 2021 thì không thể xây được hướng này rồi. Ngoài ra một điều nữa chúng ta có thể tính toán ngay được đó là yếu tố cái tam sát đúng nhỉ? 2021 tân sửu thì tỵ dậu sửu tam hợp. Do đó là ba phương mà tuyệt thai dưỡng thì chúng ta sẽ thấy ngay là rơi vào ba phương đó là dần mão và thìn đúng nhỉ? Và do vậy là ba phương dần mão thìn thì đây chính là ba phương mà xét về tọa nhá là chúng ta không thể xây dựng được. Tương tự như thế chúng ta thấy ngay là tọa thìn mà hướng tuất này, tọa mão hướng dậu này, hay là tọa dần hướng thân là chúng ta không thể xây dựng được, đúng không ạ? Ngoài ra còn mậu kỷ đối thiên sát và bộ long biến vận sát nữa thì có video phân tích chi tiết rồi thì chúng ta cần phải chú ý đấy. Mậu kỷ đối thiên chúng ta ở thế ngay năm 2021 tân sửu đúng không ạ? Đấy, mậu kỷ đối thiên thì tháng mậu nó vào là tháng mậu tuất đúng không ạ? Kỷ nó vào tháng kỷ hợi, tức là tầm khoảng tháng 9, tháng 10 âm thì có hai cái sơn hướng đó là sơn tuất và sơn hợi để chúng ta không xây được, tức là tọa tuất và hướng thìn và tọa hợi là hướng tỵ nữa thì chúng ta không xây dựng được. Do vậy là kết hợp luôn có thể thấy rằng hướng đông nam năm sau tuyệt đối chúng ta không thể xây mới được luôn. Những nhà nào hướng đông nam năm 2021 muốn xây thì rõ ràng một điều không thể xây dựng được rồi. Bởi vì là hướng thì hướng phạm ngũ hoàng mà tọa tọa phạm mậu kỷ thì nhiên không xây dựng được. Đó. Còn lại xét về mộ long biến vận thì chúng ta có 24 sơn hướng thì có đến 13 sơn không xây dựng được. 13 sơn hướng không xây dựng được. Tuy nhiên một điều là chúng ta không phải là xây dựng hết, không xây dựng được cả năm 2021 mà vẫn có thể xây dựng được. Tuy nhiên là tính toán cái thời điểm vượng để mà triển khai động thổ thôi. Tuy nhiên là ví dụ như là thái tuế này, ngũ hoàng và tam sát là ba cái thần sát lớn là tuyệt đối không xây dựng được rồi. Nào, xin mời hãy đặt các câu hỏi tiếp theo nào các cô chú chị ơi. Hãy đặt các câu hỏi tiếp theo để được giải đáp liên quan đến việc trong năm 2020 thì chúng ta muốn xây dựng thì như nào và năm 2021 thì có làm được như nào. Có câu hỏi là: chào anh Đức Trung, gia đình tôi có ý định tu sửa lại căn bếp, nhờ anh tư vấn xem cuối năm nay thì tháng nào có thể sửa chữa được. Nhà tôi ở hướng 290 độ, tôi sinh năm 1982, vợ sinh năm 1989, con lớn sinh năm 2013. Câu hỏi liên quan đến tu tập sửa chữa trong năm 2020 canh tí đúng không nhỉ? Nhà là hướng 290 độ, bây giờ muốn tu sửa căn bếp là một trong những khái niệm mà chúng ta cần phải chú ý liên quan đến việc là tu tập sửa chữa hoặc là xây dựng mới. Đối với cái việc đó, tu tập sửa chữa chúng ta phải tính toán nằm ở cái phương mà chúng ta muốn tu tập sửa chữa nó có được tốt hay không đúng không nhỉ? Ví dụ như hạn nhà ngôi nhà này là hướng là 290 độ, tức là hướng tây đúng nhỉ, cụ thể là tọa ất và hướng tân. Tuy nhiên là chúng ta lại cần phải tính toán xem là cái phương bếp nó nằm ở phương vị nào, xem là năm 2020 phương vị đấy nó có được cắt lành hay không để chúng ta xây dựng. Chứ lại không phải một điều đơn giản chúng ta xem là hướng tây đấy có làm được không. Hướng tây được rồi nhưng mà tuy nhiên chúng ta xem là cái bếp nó nằm ở phương vị nào cơ, và chúng ta tính toán xem là cái phương vị đấy là yếu tố cắt và hung của nó ra sao, có làm được không. Thì về cơ bản là ở đây trong câu hỏi của anh thì chưa đưa đến cái yếu tố đó là cái bếp nằm ở phương nào, cũng như chưa có mặt bằng công năng cụ thể, sau đó chưa thể tính toán được bếp nhà anh nó nằm ở phương vị nào và có xây dựng được hay không cơ. Thì về chi tiết cụ thể này, việc này thì tốt nhất là anh nên có cái mặt bằng công năng chi tiết anh gửi qua, bao gồm ba thông tin. Thứ nhất là mặt bằng công năng cụ thể của nhà anh này, cái thứ hai là hướng nhà anh là hướng gì, bao nhiêu độ này, ở đây là hướng tây là 290 độ đúng nhỉ, cụ thể là tọa ất và hướng tân. Còn đâu rằng là năm sinh các thành viên thì cũng có rồi. Như vậy một điều thiếu cái bản vẽ mặt bằng công năng, do đó thiếu bản vẽ mặt bằng công năng này thì không thể tính toán được cái vị trí bếp của nhà anh nó nằm vị trí nào và phương đấy nó có năm 2020 này có tu sửa được không cơ, do đó bị thiếu thông tin anh ạ. Bị thiếu thông tin thì anh cần phải cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn, hoặc là anh đo xem là cái bếp nhà anh nó nằm ở phương nào thì mới có thể tính toán được có làm được hay không. Bạn Toàn Nguyễn có câu hỏi là: thưa thầy, tháng 9 âm lịch này tôi sẽ dọn về nhà mới. Thầy cho tôi hỏi là tôi nên bốc bát hương cho ban thờ gia tiên vào lúc nào và nhờ ai bốc thì tốt. Tôi cảm ơn. Đối với cái việc liên quan đến ngày nhập trạch đúng không nhỉ?
đối với việc ngày nhập trạch. Thì cái ngày nhập trạch chúng ta hiểu ngày nhập trạch là cái ngày mà chúng ta thực hiện việc bốc bát hương. Do đó là tất cả các cái phương án liên quan đến an vị đồ đạc nội thất bên trong là chúng ta hãy an vị một cách sau hết đi nha. Và cái ngày nhập trạch là ngày mà các cô chú chị chúng ta tiến hành bốc bát hương. Do vậy rằng là đối với việc bốc bát hương thì chú ý là cái nghi thức và nghi lễ trong việc bốc bát hương chúng ta làm cho đúng này. Cái thứ hai chúng ta sử dụng các cái vật phẩm hủy đúng trong việc bốc bát hương này. Thì cái yếu tố là cái ngày mà bốc bát hương đấy, cái ngày nhập trạch ấy chính là cái ngày bốc bát hương, và gia chủ chính là bạn là người thực hiện việc bốc bát hương luôn, chứ không cần phải mượn tuổi đâu. Mượn tuổi trong quá trình chúng ta động thổ làm nhà, nếu như nhà thổ cư thì chúng ta thực hiện cái việc mượn tuổi và có thể được mượn thổ thôi. Còn đâu rằng là nhập trạch là cái ngày mà chúng ta thực hiện việc nhập trạch là gia chủ tự thực hiện được hết. Đối với việc thực hiện nghi lễ hay là bốc bát hương là gia chủ tự làm, cũng không cần phải thuê thầy thuê thợ hay là mượn cái tuổi động thổ đến nhập trạch đâu, mà gia chủ tự làm được. Tuy nhiên một điều đó là cái ngày nhập trạch là cái ngày mà chúng ta thực hiện an vị bốc bát hương là cái việc quan trọng nhất, chứ không phải là cái việc chuyển đồ. Do vậy đồ đạc chúng ta chuyển vào hết đi, còn đâu cái ngày nhập trạch là cái ngày chúng ta thực hiện bốc bát hương thôi. Bạn Ngọc Thúy có câu hỏi là: chào Phong Thủy Tam Nguyên, em sinh năm 1996, nhờ thầy tư vấn xem nên sử dụng vật phẩm gì cuối năm nay để công việc được thuận lợi hơn. Bạn sinh năm 1996 Bính Tý đúng nhỉ? Về cơ bản là năm 2020 Canh Tý, thì tuổi 1996 Bính Tý là cái tuổi mà chúng ta được gọi là tuổi phạm thái tuế. Bởi vì rằng là có yếu tố là thái tuế thì đương đầu tọa vô hỷ ách họa, tức là vào cái năm mà thái tuế đến tuổi thì nó sẽ có nhiều cái yếu tố bất lợi liên quan đến thái tuế ảnh hưởng. Đặc biệt tuổi của bạn là 1996, năm nay là cái năm mà giai đoạn mà bạn bắt đầu bước vào cái giai đoạn phát triển sự nghiệp công việc, thì cái yếu tố liên quan đến quý nhân tương trợ là rất quan trọng. Tuy nhiên năm 2021 thì cái việc mà quý nhân phù trợ nó có nhiều cái sự ảnh hưởng, bởi vì năm nay năm thái tuế của bạn, do đó là cái tuổi bạn nó sẽ có nhiều cái hung hơn là cát. Do vậy khuyên bạn là đối với trong năm 2021 này thì năm 2020 vẫn là năm tuổi. Do vậy là những cái câu chuyện liên quan đến sức khỏe hay chuyện thị phi hay chuyện công việc thì hết sức cần phải chú ý, đặc biệt là tránh liên quan đến khẩu thừa thị phi. Chúng ta ra ngoài thì hãy lấy cái chữ nhường nhịn, chữ nhẫn mà làm đầu để mà tránh cái việc thị phi đến với bản thân mình. Ngoài ra sử dụng thêm một số những vật phẩm hộ thân để tăng cường thêm cái sức khỏe cho bản thân mình là tốt nhất. Hãy để lại thêm số điện thoại để được các bạn trợ lý sẽ tư vấn thêm nhiều hơn cho. Có câu hỏi là: tôi đang muốn bốc lại bát hương cho ban thờ thần tài thổ địa ở cửa hàng. Xin hỏi thầy thì tôi nên chọn ngày nào để bốc, và có cần phải lên chùa mời sư thầy về bốc giúp không? Tôi sinh năm 1980, vợ 1983, con gái 2000 và 2008. Ok, xin cảm ơn anh đặt câu hỏi nha. Với cái việc mà lại liên quan đến yếu tố là bốc bát hương. Bốc bát hương đúng nhỉ? Bốc lại bát hương. Tư vấn kiến trúc. Em đọc cho anh thời đi. Rồi câu hỏi đó là: tôi đang muốn bốc lại bát hương cho ban thờ thần tài thổ địa ở cửa hàng. Xin hỏi là nên chọn ngày nào để bốc, nên chùa mời không? Rồi câu chuyện liên quan đến cái việc là bốc bát hương ở cửa hàng á. Đối với cửa hàng chúng ta là nơi mà kinh doanh thờ tự đúng không? Do đó là chúng ta sử dụng ban thần tài để mình kích hoạt thêm yếu tố tài lộc cho gia đình, cho không gian kinh doanh của chúng ta đều hết sức bình thường. Tuy nhiên cái việc liên quan đến việc bốc bát hương á, thì lựa chọn ra được cái năm tháng ngày giờ để chúng ta bốc bát hương thì nó cần phải căn cứ thêm vào cái ở đây là có năm sinh của anh rồi. Nếu anh sinh năm 1980 Canh Thân, vợ sinh năm 1983 Quý Hợi, con sinh năm 2000 Canh Thìn và con nữa sinh năm 2008. Đối với việc cửa hàng thì thực tế là nếu như cửa hàng này là cửa hàng kinh doanh và nó tách biệt hẳn với lại ngôi nhà mình á, thì về cơ bản chỉ cần năm sinh của anh và năm sinh của vợ thôi là triển khai là xem ngày được rồi. Để mà chi tiết và chính xác hơn nữa liên quan việc tư vấn xem ngày
bốc lại bát hương này ấy, thì tốt nhất là anh nên có cái phương án liên quan đến cái anh nên có cái thông tin liên quan đến hướng cửa hàng của anh nữa thì xem nó sẽ chính xác hơn. Còn lại thì ở đây rằng là tuổi của anh là 1980 canh thân, anh muốn bốc lại bát hương nên chọn ngày giờ nào, ở đây cũng chưa thấy là cái mong muốn liên quan đến thời điểm bốc lại bát hương của anh, do đó rằng là cũng chưa biết rằng là anh muốn bốc lại bát hương vào cái thời điểm nào, có thể vào tháng 8 này hay là tháng 9 âm, thì anh nên cung cấp thêm cái thông tin về thời điểm anh mong muốn bốc nữa và cái hướng nhà của anh hướng gì để xem sao cho chính xác hơn. Tại sao lại cần hướng nhà? Cái việc mà xem ngày liên quan bốc bát hương dù sao cũng cần phải căn cứ theo thông tin liên quan đến phù long tương chủ, tức là nó cần phải có cái lựa chọn năm tháng ngày giờ để nó đắp với lại là cái trạch đất cũng như rằng là phù hợp với lại là tuổi của trạch chủ thì nó sẽ tăng thêm cái phần cát lợi tốt hơn. Do đó là anh nên có cái hướng nhà của anh, đồng thời rằng là thời điểm mà anh mong muốn là bốc lại bát hương nó thời điểm nào thì Phong Thủy Nguyên sẽ tư vấn một cách chi tiết hơn, và tốt nhất anh nên để lại cả số điện thoại nữa để được tư vấn cách chi tiết nhất về cái thời điểm bốc bát hương này. Nếu trong tháng 8 âm thì cũng sẽ có ngày, mà nếu trong tháng 9 âm thì cũng sẽ có thời điểm phù hợp. Và cái kết quả mà Phong Thủy Nguyên trả cho anh bao gồm sẽ có 5 tháng ngày giờ để chuẩn bị bốc bát hương này. Cái thứ hai nữa là cái hướng dẫn nghi thức nghi lễ để anh thực hiện việc bốc bát hương này. Và nếu như cần chi tiết nữa thì có thể là tư vấn thêm cho anh về cái tuổi để mà anh kết hợp liên quan đến cái kết giao làm ăn hoặc là kinh doanh buôn bán hoặc là tuổi mở hàng cho anh thì sẽ rất là tốt. Số chị phản ánh là tiếng nhỏ quá. Giúp mic là không thể xem được to. Tuy nhiên cái mic này nó cũng chả tương thích với lại cái điện thoại kia. Nào các anh chị nhìn mình ơi, hãy đặt các câu hỏi để được tư vấn cách chi tiết hơn nào. Có câu hỏi là thầy cho em hỏi tuổi Mậu Ngọ mấy tháng tới có sửa nhà được không? Nhà em ở hướng 30 độ, hiện em đang sống với con gái sinh năm Canh Thìn năm 2000 ạ. Vâng. Tuổi anh là 1978 Mậu Ngọ, đang ở cùng với con gái là sinh năm 2000 Canh Thìn đúng không nhỉ? Anh hỏi là nhà hướng 30 độ mấy tháng tới có tu sửa được không? 30 độ hướng đông bắc. Tu sửa chữa thì nó liên quan đến yếu tố là nó có cái phương án, một là tu tạo tại phương vị nào đó, hai là anh tu tạo với hạng mục là đại tu, tức là tu sửa cả nhà. Thì chúng ta lại tính toán, bởi vì cái việc tu tạo sửa chữa nó liên quan đến cái tháng vượng để chúng ta thể triển khai. Cái tháng vượng triển khai này thì nó quyết định bởi cái việc là anh tu tạo hạng mục gì, anh tu tạo mang tính chất là tu tạo cả nhà hay là anh tu tạo tại một phương vị nào đó ở trong ngôi nhà của anh. Nếu như anh tu tạo sửa chữa cả nhà thì chúng ta tính toán vào cái tháng vượng khi mà Nhật Nguyệt Đáo Sơn đáo trung cung. Còn nếu như anh tu tạo sửa chữa tại một cái phương vị nào đó thì chúng ta lại cần phải xem là cái phương đấy vận khí năm nay có được tốt hay không. Nếu như anh muốn tu tạo sửa chữa tại phương trung cung ở trong ngôi nhà của anh thì trong cái tháng 7 hoặc tháng 8 này thì hoàn toàn hợp lý để anh có thể triển khai được. Thì không biết là hạng mục anh tu tạo sửa chữa đây là hạng mục gì, ví dụ như là lập lại cái nóc nhà hay là sơn lại ngôi nhà hay là làm lại nền nhà, thì nó đều là hạng mục liên quan đến đại tu. Thì chúng ta tính toán vào cái phương vị, chúng ta tính toán vào cái tháng vượng khi Nhật Nguyệt Đáo Sơn nó đáo trung cung, tức là tháng 7 và tháng 8 âm này chúng ta triển khai được. Còn nếu như anh muốn tu tạo sửa chữa tại một cái phương vị nào đó trong ngôi nhà thì vẫn cần phải tính toán từ tâm ngôi nhà ra cái phương đấy là phương nào và vận khí năm nay có sửa chữa được không. Một số những cái phương trong năm 2020 tuyệt đối chúng ta không thể tu tạo sửa chữa được, ví dụ như là phương ngũ hoàng đại sát đáo đến là phương đông. Phương đông là cái phương mà ngũ hoàng đại sát đáo đến năm 2020 này thì ngũ hoàng thổ đáo đến phương chấn, tức là phương đông đúng không nhỉ. Và nếu như xây chúng ta tu tạo sửa chữa tại cái phương đông ở trong ngôi nhà này thì tuyệt đối chúng ta không sửa chữa được. Hay năm 2020 canh tí thì phương chính bắc là phương chính tí, là phương mà thái tuế đáo đến.
nếu như chúng ta muốn tu tạo sửa chữa tại Phương Thái Tuế này thì cũng không thể triển khai được. Thêm một số các phương vị khác nữa, năm 2020 thì có tam sát đáo đến đúng không nhỉ? Tam sát 2020 Canh Tý, Thân, Tý, Thìn thì tam hợp. Do vậy tam sát đáo đến ba phương là Tị, Ngọ, Mùi. Do vậy nếu như anh tu sửa chữa tại ba cái phương là phương Tị, tức là phương Đông Nam, phương Ngọ là phương Chính Nam và phương Mùi là phương Tây Nam, thì tại ba phương này thì tuyệt đối chúng ta không thể tu tạo sửa chữa được. Vẫn cần phải chi tiết được rằng là anh tu tạo sửa chữa tại phương nào cơ thì mới thể tính toán cho anh được. Anh Phí Văn Toàn có câu hỏi, cho em hỏi là cửa hàng em bây giờ đang thuê kinh doanh của ban thờ thần tài, bây giờ chuyển sang nhà mới vừa ở vừa kinh doanh thì có nên chuyển ban thờ thần tài sang không và có thờ thêm bàn thờ thổ địa không ạ? Thực ra mà nói nếu như anh muốn chuyển lại cái mặt bằng thì anh có một cái văn, anh nên sử dụng một cái văn là văn xin chuyển ban thần tài, thì anh hoàn toàn là chuyển ban thần tài ở nơi cũ sang nơi mới được. Thì chúng ta đều có một cái văn là văn xin chuyển ban thần tài. Thì nếu như chuyển ban thờ tài thổ địa tại sang bên cửa hàng mới thì không cần thêm một cái ban thờ nữa đâu. Bởi vì ban thờ thần tài thổ địa của anh đã thờ thần tài và thờ thổ địa đó rồi thì không cần nhất thiết phải thêm một cái ban thờ nào khác anh nhé. Không cần phải thêm một cái ban thờ nào nữa đâu anh ạ. Do đó là chỉ cần thờ một cái ban thờ thần tài thổ địa là được rồi, thì chúng ta có một cái lễ gọi là lễ xin chuyển ban thờ thần tài. Chúng ta có một lễ xin chuyển ban thờ thần tài là xin chuyển qua là ok chuyển được mà. Chị Lê Vũ có câu hỏi là chào anh Đức Trung, nhà em hướng chính Tây, năm ngoái có thỉnh cụ Tý Hưu Bạch Ngọc để ở phòng khách, em muốn đưa cụ ra tắm cho sạch có được không và có cần đổi vị trí đặt của cụ ấy không ạ? Cảm ơn anh. Nhà hướng chính Tây năm ngoái có thỉnh cụ Tý Hưu Bạch Ngọc đặt ở phòng khách. Cái việc mà nếu như chúng ta trong các quá trình chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy và nếu như thấy vật phẩm phong thủy cũ thì chúng ta hoàn toàn nên sử dụng dung dịch rượu ngũ vị hương để chúng ta bao sái lại các vật phẩm phong thủy như bình thường, không vấn đề gì đâu bạn Lê Vũ ạ. Đối với việc các vật phẩm phong thủy chúng ta sử dụng thì quá quá trình bụi bẩn thì chúng ta cần phải tiến hành bao sái lại. Tuy nhiên bao sái chúng ta cần phải sử dụng đúng nguyên tắc. Thứ nhất chúng ta sử dụng cái khăn sạch, cái thứ hai chúng ta sử dụng cái dung dịch mà có khả năng là tẩy rửa cũng như khả năng về bao trừ tẩy uế. Dĩ nhiên chúng ta không sử dụng các loại chất tẩy rửa mạnh, ví dụ như acid hay là các loại chất tẩy rửa mạnh khác, mà chúng ta nên sử dụng loại rượu. Có thể là rượu gừng hoặc là rượu ngâm ngũ vị hương, hoặc là rượu mà chúng ta các loại rượu mà chúng ta ngâm bên các loại thảo mộc tự nhiên để mang tính chất vừa kỳ tà, cái thứ hai mang lại cái mùi hương dễ chịu cho vật phẩm phong thủy nó trở nên là thanh sạch. Do đó bạn hoàn toàn nên sử dụng bột ngũ vị hương, bạn ngâm lên 2-3 lít rượu trắng thì bạn dùng cái phần rượu trong bên trên ấy để bạn bao sái lại cái linh vật đó, và bao sái xong bạn tiến hành an vị lại như bình thường, không vấn đề gì. Thì với cái việc là bao sái các cái linh vật này bạn hoàn toàn nên thực hiện vào, một là có thể xem ngày để thực hiện, hai là bạn có thể thực hiện vào những ngày trực mãn trực trừ thì rất là tốt, không vấn đề gì cả. Sau đó bạn an vị lại như bình thường nhé. Có một câu hỏi mà ban biên tập nhận được ở trên kênh YouTube của mình, đấy là chào thầy, nhà em hiện giờ đang ở hướng Đông Nam, giờ em muốn phá đi xây mới lại, em dự định xây nhà một tầng có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, khoảng tổng diện tích khoảng 120m² và có công trình phụ tách riêng. Em muốn hỏi là tuổi 1965 của bố em thì xây hướng nào hợp, và bạn ấy có một khúc mắc là ở phía sau nhà của bạn ấy thì có một căn nhà hàng xóm thì có cửa sổ và đốc nhà dọi thẳng vào giữa nhà của bạn ấy, và muốn nhờ thầy tư vấn hộ cách hóa giải. Câu hỏi hơi dài, chờ chút tôi đọc lại nhé. Trên kênh YouTube. Ở trên câu số 2 này. Đó là em tổng hợp lại. Câu hỏi là hiện giờ đang ở hướng Đông Nam, muốn phá đi và xây lại, dự định xây nhà một tầng có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, khoảng 120m², công trình phụ tách riêng. Muốn hỏi tuổi 1965 của bố em xây hướng nào thì hợp. Có một khúc mắc. Thực ra mà nói thì nếu như ngôi nhà của bạn hiện tại đang là hướng Đông Nam đúng không nhỉ? Ngôi nhà bạn hiện tại đang là hướng Đông Nam thì cũng khá, mà thì chúng ta lại cần phải căn cứ dựa trên cái việc là tuổi 1965 bố bạn xây hướng nào hợp. Bây giờ trả lời câu này trước này, tuổi 1965 của bố bạn xây hướng nào hợp thì xét theo Đình Long Tà Phái thì tuổi bố bạn hoàn toàn là xây dựng hai hướng,
một là hướng đông hoặc là hướng tây bắc thì nó sẽ vượng long hơn. Đấy, tuy nhiên rằng là nếu như đất mà không xoay được các hướng này thì chịu thôi, thì chúng ta đành phải xây theo hướng đông nam. Tuy nhiên hướng đông nam trong năm 2020 và năm 2021 chúng ta lại phải tính toán sang hướng đông nam năm 2020 hoặc là 2021 có làm được không cơ. Thì đối với hướng đông nam trong năm 2021 tới thì tuyệt đối chúng ta không động thổ được đâu, bởi vì năm 2021 có ngũ hành đại sát đáo lên hướng đông nam. Do đó rằng là nếu như xây dựng ngôi nhà mà hướng đông nam trong năm 2021 là không làm được này. Năm 2020 này thì bởi vì hướng đông nam thì tọa là tọa tây bắc, tọa tây bắc bao gồm ba sơn hướng là Tuất, Càn và Hợi, thì cũng không biết là hướng nhà bạn hướng đông nam nó là hướng cụ thể gì để xem chúng ta tọa là tọa ra bao nhiêu. Chứ nếu mà là hướng đông nam không á thì nó chung chung quá. Tuy nhiên một điều là hướng đông nam trong năm 2020 này thì vận khí cũng không có đắc cách lắm để mình triển khai xây dựng. Bây giờ muốn xây dựng được thì cũng phải sau đông chí thì bạn mới làm được cơ. Tuy nhiên một điều là sau đông chí bạn làm thì cũng không có kịp trong năm được, mà vẫn phải sang năm sau. Sang năm sau thì ngũ hành đại sát lại đáo lên hướng, do đó nhập trạch trong sang năm sau thì nó cũng không đắc cách. Do đó nếu mà không vội thì khuyên bạn hãy để năm khác. Nếu mà không vội thì khuyên bạn hãy để năm khác mà triển khai, chứ không nên triển khai trong năm 2020 hoặc 2021 này đâu. Còn đâu rằng là về bố trí công năng, với 120m², bạn muốn bố trí là một phòng khách, 4 phòng ngủ, bếp với nhà vệ sinh, thì một phòng bếp. Một phòng bếp tức là bao gồm là công năng bao gồm có là công trình phụ tách riêng. Rất mâu thuẫn bạn ạ. Rất mâu thuẫn nếu như nhà bạn có 4 phòng ngủ như này ạ. Nếu như nhà bạn có 4 phòng ngủ như này mà bạn xây công trình phụ tách riêng ra thì rất là bất tiện. Bởi vì 4 phòng ngủ mà các thành viên ở trong cũng chưa thấy rằng là ngôi nhà này bạn có bao nhiêu thành viên ở. Tuy nhiên nếu như xây đến 4 phòng ngủ mà công trình phụ tách riêng thì về cơ bản đi lại khá bất tiện. Nếu như trong 4 phòng ngủ này không có một cái phòng ngủ nào khép kín, không có nhà vệ sinh nào khép kín thì khá bất tiện. Đối với những người già thì buổi tối mà đi ra ngoài, mà đi ra hẳn ngôi nhà mà công trình phụ tách riêng ra bên ngoài thì nó thực sự bất tiện luôn ạ. Về cơ bản là mong muốn công năng như vậy thôi, nhưng mà về phương án thiết kế bên mình sẽ tư vấn cho bạn về phương án thiết kế sao cho nó tốt nhất. Đấy. 120m² mà 4 phòng ngủ mà xây dựng thêm cả phòng ăn, nhà bếp nữa thì e rằng diện tích hơi hẹp. Thường 4 phòng ngủ này mà lại có công trình nhà ăn và bếp nữa thì nó dao động tầm khoảng là 135 cho đến 145m² thì nó mới phù hợp được, thậm chí lên 150-160m² cơ. Chứ đâu rằng là nếu như muốn công năng 120m² mà lại còn một phòng khách, 4 phòng ngủ, một phòng bếp như thế này, tức là công năng lên đến 5-6 phòng như này thì rất khó bố trí trong diện tích 120m² được. Còn nó công trình phụ tách riêng thì nó cũng hơi bất tiện, bởi 4 phòng ngủ mà tách riêng nhà vệ sinh ra bên ngoài, công trình phụ bên ngoài thì vẫn là bất tiện luôn. Bạn không mắc là phía sau nhà bạn đang có một mái nhà khác có cửa sổ và đốc nhà dọi thẳng giữa nhà. Phía sau nhà em đang có một phía sau nhà em đang ở có một nhà khác có cửa sổ và đốc dọi thẳng vào giữa nhà. Ủa, phía sau nhà lại dọi thẳng giữa nhà. Hơi khó hiểu trường hợp này bạn ạ. Hơi khó hiểu. Về chi tiết về này có lẽ bạn sẽ cần được chụp ảnh lại, bạn gửi qua chúng tôi thì chúng sẽ tư vấn bạn kỹ hơn. Đối với hạng mục ngôi nhà mà nó có cái tính loan đầu nó như thế này, chúng ta nên có cái ảnh chụp những chi tiết hơn. Chứ đâu ra mà nói nếu mà ở phía đằng sau nhà thì không phải lo gì cả. Phía đằng sau nhà thì không có điều gì bất lợi cả. Chúng ta tính toán loan đầu phía trước nhà cơ, chứ phía sau nhà thì không có điều gì mà quá lo ngại đâu. Bạn Phí Văn Toàn câu hỏi tiếp theo là chồng sinh năm 1991, Tân Mùi, vợ 92 để mượn tuổi làm nhà 1976, tháng 8 muốn về nhà mới thì ngày nào đẹp? Nhà hướng Bắc 15 độ. Hướng tháng 8 Thân Dậu mượn tuổi. Ok bạn Phí Văn Toàn ơi, bạn để lại số điện thoại đi. Bạn để lại số điện thoại để các bạn trợ lý, các bạn sẽ tư vấn thêm về cái chi tiết hơn về cái năm tháng ngày giờ triển khai nhập trạch này. Tại vì rằng là để mà triển khai tư vấn được cái ngày nhập trạch này thì ở đây cũng bao gồm đầy đủ thông tin rồi này. Là hướng nhà bạn này, tuổi các thành viên này, đúng nhỉ, bạn muốn trong tháng 8. Thì về cơ bản rằng là đối với cái nhà bạn là nhà hướng Bắc, bao gồm các thành viên là tuổi bạn là 91, vợ là 92, xét thời đình long tam và phái thì đối với tuổi bạn ở nhà hướng Bắc là rất hợp long. Đấy, hoàn toàn tốt luôn. Tháng 8 là tháng Dậu,
đúng nhỉ? Tháng 8 là tháng Dậu. Nhà hướng Bắc. Nhâm. Năm mượn tuổi làm nhà. Họ. Về chi tiết thì có lẽ là bạn bạn để lại số điện thoại đi để mà đội ngũ trợ lý sẽ kết nối và tư vấn và trả kết quả bạn chi tiết hơn. Đối với nhà bạn thì có thể lựa chọn vào cái trong cái tháng tháng 7, tháng 8 này là tháng Dậu. Không nên chọn Tân Mùi, Nhâm Thân. Tính chọn ngày Mão, tuy nhiên là nó xung với lại là địa chỉ tháng. Nó xung với địa chỉ tháng. Chi tiết là bạn nên để lại số điện thoại để mà đội ngũ trợ lý sẽ bởi vì sẽ cần phải có thời gian liên quan đến nó tĩnh lặng một chút thì chúng ta mới có thể xem ngày chính xác được. Và sau đó sẽ trả kết quả bạn, bao gồm 5 tháng ngày giờ để triển khai nhập trạch này, hướng dẫn nghi lễ văn lễ nhập trạch này, và cũng như rằng là các cái nghi thức liên quan việc bốc bát hương và ăn vị bát hương và hoàn long luôn. Thì việc này là các bạn sẽ tư vấn chi tiết hơn cho bạn hơn. Tôi có thấy quảng cáo trên Facebook về bộ bốc bát hương của bên mình, nhờ thầy nói kỹ hơn về cách sử dụng vì tôi cũng muốn bốc lại bát hương cho ban thờ thần tài ở công ty tôi. À, có một câu hỏi liên quan đến việc sử dụng bộ bốc bát hương đúng không nhỉ? Đối với cái việc liên quan đến việc chúng ta thờ tự, chúng ta lưu ý rằng là bát hương thì vốn dĩ là vật vô tri vô giác. Do vậy rằng là cái quan trọng đối với việc chúng ta thờ tự làm sao để dẫn truyền được linh ứng thì nó nằm ở cái bộ cốt phía bên trong. Thì đối với cái bộ cốt để bốc bát hương thì chúng ta chú ý rằng là chúng ta cần phải sử dụng đúng cái thành phần. Thì ở đây Phong Thủy Thường Miên trong thời gian vừa rồi thì chúng ta có Phong Thủy Thường Miên có đưa lại cái phần hướng dẫn liên quan đến việc bốc bát hương. Đối với các bát hương ban thần linh, ban gia tiên và ban thần tài, chúng ta chú ý sử dụng bộ bốc bát hương. Và đối với việc bốc bát hương mới trong giai đoạn này, chúng ta có phần lưu ý trong việc viết tờ giới thiệu. Thì trong thời gian tới sẽ có video hướng dẫn chi tiết việc bốc bát hương này. Thì lưu ý rằng là trong bộ bốc bát hương thì thường nó sẽ có đầy đủ các thành phần, bao gồm là cốt thất bảo này, chính là cái thành phần này này, rồi là có cái thành phần là gạo vàng thần tài và bộ ngũ vị hương. Thì chúng ta cần chú ý là sử dụng đúng cái thành phần, giống như Phong Thủy Nguyên thường đưa ra và hướng dẫn các gia chủ nó thực hiện bộ bát hương với cái bộ bát hương một cách đầy đủ, sẽ bao gồm các thành phần được đóng gói trong một chiếc hộp chi tiết như thế này, thì chúng ta sẽ sử dụng một cách rất dễ dàng. Đi kèm với đó sẽ có cái hướng dẫn trong cái bộ bát hương này, sẽ có bao gồm 3 thành phần, bao gồm là cốt thất bảo này, gạo phần thần tài và gói và hộp bột ngũ vị hương. Trong đó cũng có cái hướng dẫn liên quan hướng dẫn bốc bát hương, hướng dẫn tờ viết di hiệu và có tờ di hiệu ở trong đó để chúng ta thực hiện việc viết này. Cái việc bốc bát hương này nó cần phải đi kèm với 5 tháng thời giờ để thực hiện bốc bát hương một cách chi tiết nhất. Chúng ta hãy đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ video livestream này để chúng ta sẽ cùng giao lưu và đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Nguyên sẽ tiếp nhận cũng như là giao tiếp cũng như là trao đổi đến các cô chú chị một cách chi tiết hơn nào. Có câu hỏi của chị Mộc Dược là cho mình hỏi căn hộ chung cư tọa Nhâm hướng Bính với người sinh 1977 và 1981 ở có hợp không ạ? Tọa Nhâm hướng Bính. Nếu như hai tuổi 1977 1981 này thì anh chị nên chọn được căn hướng Đông và hướng Tây Bắc thì nó sẽ hợp hơn ạ. Xét theo đỉnh Long Tam và Phái thì anh chị lựa chọn được hướng Đông hoặc là hướng Tây Bắc thì nó sẽ phù hợp hơn. Thay vì rằng là ở cái căn hướng Bắc này, tuy nhiên một điều đó hợp hướng nó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất đâu. Như Phong Thủy Nguyên vẫn thường xuyên chia sẻ đến các quý anh chị á, cái việc mà ở nhà hợp hướng nó chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng một điều đó là chúng ta phải tính toán dựa trên cái yếu tố đó là cái cách cục. Đối với nhà chung cư chúng ta xem là cái cách cục nội cục bên trong nó có được tốt hay không ạ. Nếu như ở một cái ngôi nhà mà nội cục bên trong bố trí nó tốt, đi kèm với đó là phương án hợp hướng thì nó rất là cát lợi. Còn nếu như nội cục bên trong mà nó không có tốt mà nó lại hợp hướng thì rõ ràng một điều là phong thủy ngôi nhà nó xấu, mà chúng ta lại ở ngôi nhà hợp hướng thì nó hợp với cái xấu thì nó càng tệ. Bởi vậy cho nên rằng là khuyên các anh chị lên gửi cái bản vẽ đó đến với Phong Thủy Nguyên để các đội ngũ trợ lý sẽ tiếp nhận và tư vấn đến các anh chị về kỹ hơn liên quan đến việc bố trí nội cục bên trong nó như thế nào, nó có được tốt hay không.
Bạn Hoa Đinh hỏi tiếp là một bộ bốc bát hương thì bốc được mấy bát ạ? Và bộ bốc bát hương gia tiên với thần tài thì giống nhau hay là khác nhau? Đối với một bộ bốc bát hương như thế này, cảm ơn bạn Hoa Đinh, một bộ bốc bát hương như thế này chúng ta sẽ thực hiện bốc cho một bát thôi. Do vậy rằng là tùy theo số lượng bát hương trong gia đình thì chúng ta cần phải số lượng bộ bát hương tương tự. Với một bộ bốc bát hương như thế này sẽ đủ để bốc cho một bát hương. Có thể bát hương cỡ phi 14, 16, 18, 20, 22, cái đấy là tùy theo cái kích cỡ của bốc bát hương. Còn đâu rằng là một bộ này sẽ bốc cho một bát. Đối với việc bốc bát hương của ban gia tiên, ban thần linh hay là ban thần tài thì nó khác nhau ở cái tờ rượu phía bên trong. Nó khác nhau tờ rượu phía bên trong như các quý cô chú anh chị nha. Đối với tờ rượu phía bên trong thì bao giờ viết của ban thần linh nó sẽ khác, viết của ban gia bát hương, ban gia tiên nó sẽ khác, và đối với ban thần tài nó cũng khác, kể cả ban thần Phật nó cũng khác luôn. Do vậy là nó khác nhau ở cái tờ rượu bên trong thôi. Thì đối với việc là trong cái 1-2 ngày tới thì sẽ có một cái video mới nhất mà thầy Tài Nguyên trực tiếp hướng dẫn các quý cô chú chị về việc bốc bát hương này luôn. Chúng ta hãy đón nhận video này và cũng như là theo dõi để ứng dụng cái việc sử dụng của bốc bát hương một cách tốt nhất nha. Đối với việc một bộ này chúng ta sẽ sử bốc cho một bát, do vậy rằng là tùy theo số lượng bốc bát hương nhà mình là bao nhiêu, chúng ta sẽ sử dụng số lượng bấy nhiêu đối với bộ bát hương trên. Nó khác nhau ở tờ rượu bên trong, còn các thành phần bên trong vẫn đầy đủ giống như thế, đó là cốt thất bảo này, gạo và thần tài, bột ngũ quý hương. Tuy nhiên khác ở cái tờ rượu phía bên trong, bởi vì rằng là chúng ta thờ tự ai thì chúng ta sẽ sử dụng đúng cái tờ rượu đấy. Hãy chia sẻ video livestream này nhé, cũng như hãy đặt câu hỏi để đội ngũ trợ lý sẽ tổng hợp và giải đáp thêm đến các quý cô chú anh chị. Ngoài ra trong cái chương trình livestream trực tiếp này thì Đức Trung sẽ giải đáp cụ thể luôn những câu hỏi mà chúng ta đang thắc mắc. Vâng, chị Mộc Dứa ơi, chị hãy gửi cái bản vẽ thiết kế qua phần tin nhắn của fanpage nhé. Đồng thời kết hợp với lại là năm sinh của các thành viên trong gia đình chị, để các bạn trợ lý sẽ kết nối, để thêm cả số điện thoại các bạn sẽ kết nối và tư vấn cho chị kỹ càng hơn. Hãy đặt câu hỏi này, chia sẻ video livestream cũng như rằng là giao lưu với lại Phong Thủy Nguyên và Đức Trung thông qua các câu hỏi bên dưới thì Đức Trung sẽ giải đáp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ còn khoảng 15 phút nữa giao lưu nha. Chúng ta còn khoảng 15 phút nữa giao lưu với lại là các câu hỏi giải đáp nào. Các quý cô chú anh chị chú ý này, đối với việc mà chúng ta ở nhà thổ cư hay là nhà chung cư, cái việc đấy là tùy theo mong muốn mỗi người thôi. Tuy nhiên một điều là cái yếu tố mà chúng ta tính toán đến cái việc nó phong thủy trong ngôi nhà nó có được tốt hay không thì nó không chỉ đơn giản là dựa vào cái hướng nhà đâu, nó phải căn cứ dựa trên cái yếu tố, đó là đối với nhà thổ cư thì chúng ta cần phải xét dựa trên cái việc đó là thứ nhất là ngôi nhà đó nó việc bố trí công năng bên trong nhà nhà thì dĩ nhiên việc này liên quan đến yếu tố về thiết kế công năng do đội ngũ kiến trúc sư và kết hợp với thầy phong thủy để mà xử lý rồi. Tuy nhiên một điều đối với nhà thổ cư chúng ta phải tính toán dựa trên cả cách cục tổng thể phía bên ngoài nữa, xem là phong thủy ngôi nhà nó có được tốt hay không, về yếu tố về đường đi lối lại ngã ba ngã bảy, rồi là yếu tố về sơn thủy trước sau trái phải ngôi nhà nó như thế nào thì chúng ta mới quyết định được ngôi nhà nó có vượng phong thủy không để mà ở. Còn đối với chung cư thì chúng ta tính toán dựa trên gì? Đối với chung cư chúng ta để tính toán dựa trên cái vị trí của các căn hộ chung cư đấy so với lại là vị trí căn hộ chung cư đấy so với lại là cái cả một cái tòa dự án ấy, xem nó nằm ở cái vị trí nào. Chúng ta xem yếu tố về các cái trục hành lang hay là các cái vị trí của cửa thang máy đối với căn hộ ra sao. Nếu căn hộ nó tọa vào cái vị trí tốt thì nó cũng sẽ giúp cho cái vượng khí ngôi nhà trở nên tốt hơn. Còn nếu như căn hộ chung cư nó nằm ở những cái vị trí xấu thì nó ảnh hưởng xấu đến phong thủy của cả tòa của căn hộ đấy và các thành viên sống trong nhà. Do đó trước khi mà chúng ta ra quyết định chúng ta mua một cái căn chung cư hay quyết định ra quyết định mua một căn hộ nào đó thì nên có sự tư vấn từ đội ngũ chuyên gia để mà khảo sát cũng như là phân tích qua về xem là cái yếu tố phong thủy của căn hộ hoặc ngôi nhà chúng ta định mua nó có được tốt hay không. Sau đó nếu mà ổn thì chúng ta quyết định chúng ta ra quyết định chúng ta bỏ tiền ra mua. Còn nếu trong trường hợp mà mua rồi quay ra mới phân tích hay là mới tính toán để sửa chữa thì lúc này nó
may mắn thì được cái căn hộ nó tốt thì chúng ta không phải sửa nhiều, hay may mắn lựa chọn được căn nhà nó tốt chúng ta không phải sửa nhiều, chứ nếu mà ở một cái căn hộ mà nó xấu phong thủy thì sửa chữa nó mất rất nhiều tiền và rất nhiều công sức. Hay là đối với một cái ngôi nhà thủ cư thế, sửa chữa nó rất là mất rất nhiều công sức luôn. Đặc biệt những ngôi nhà mà nó xấu phong thủy ở phía bên ngoài rồi thì nó rất khó để mà tiến hành là tu sửa chữa được. Mà trong trường hợp xấu quá thì chỉ bằng cách chúng ta bán đi thôi. Do đó rằng là trước khi chúng ta bỏ tiền ra quyết định lựa chọn một cái ngôi nhà sao cho nó cát vượng thì nên có cái khảo sát trước nó sẽ tốt hơn. Anh Hùng Phạm câu hỏi là cho em hỏi tuổi 1977 đặt bếp hướng vệ sinh nào đẹp. Đối với tuổi 1977 đinh tỵ thì trước tiên nói về cái nhà hợp hướng đi, thì anh có thể lựa chọn nhà trạch đất hướng đông hoặc hướng tây bắc ở sẽ hợp hơn. Tuy nhiên các cái khối công năng còn lại như là bếp, nhà vệ sinh hay là ban thờ chúng ta không phải xét hướng. Đối với các công năng còn lại như bếp, nhà vệ sinh, ban thờ chúng ta xét vị trí chứ không phải xét hướng. Chúng ta lại xét xem là vị trí đặt ở đâu trong ngôi nhà đó. Thì việc này nó căn cứ dựa trên cái bản vẽ công năng thực tế hoặc là căn cứ dựa trên cái thiết kế ban đầu để mà lựa chọn được cái vị trí đặt bếp, đặt nhà vệ sinh hay là đặt kết sắt hay tất cả những khác. Chúng ta không phải là dựa trên hướng đâu, mà chúng ta phải xem là cái vị trí đặt nó như nào cơ. Do đó không có một cái lý thuyết nào giữa việc tuổi 1977 đinh tỵ đặt bếp hướng nào hợp, nhà vệ sinh hướng nào hợp, nó không phải theo hướng mà nó theo vị trí. Việc này nó cần phải căn cứ dựa trên bản vẽ công năng thực tế chứ lại không phải dựa trên hướng này hướng kia anh ạ. Nó phải dựa trên hướng này hướng kia. Nào, chúng ta hãy đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận đi kèm với lại cú pháp đặt câu hỏi chúng ta hợp lệ, bao gồm là họ tên này cộng với lại số điện thoại cộng với câu hỏi cần được giải đáp, thì chúng ta hãy đặt xuống dưới phần bình luận để đội ngũ trợ lý sẽ tổng hợp và giải đáp đến các cô chú chị một cách kỹ càng hơn thông qua Zalo hoặc thông qua cuộc gọi hoặc thông qua tin nhắn, thì đội ngũ trợ lý sẽ phản ánh một cách rõ ràng hơn và kỹ càng hơn. Đấy. Lấy anh Ngọc Hương phong thủy vượng. Và chúng ta hãy nhớ rằng là trong giai đoạn này Phong Thủy Nguyên vẫn luôn đưa đến những cái sản phẩm chất lượng nhất đối với các quý cô chú anh chị. Chúng ta hãy nhớ rằng là hương sạch phong thủy vượng là một trong những sản phẩm mà được rất nhiều sự tâm huyết từ thầy Thái Nguyên cũng như các mệnh sư của viện nghiên cứu phong thủy cũng như là viện nghiên cứu bảo tồn phát triển văn phương Đông phát triển. Và đây là hương sạch mà được nghiên cứu rất là kỹ càng dựa trên các nguyên liệu tự nhiên. Và chúng ta hãy chú ý rằng là trong giai đoạn này chúng ta vẫn có chương trình khuyến mãi, đó là mua 5 là tặng 1. Tức là chúng ta mua 5 hộp hương sạch phong thủy vượng này sẽ được tặng kèm một hộp. Và chúng ta chú ý là trong hộp hương này sẽ có ba cái thẻ hương rất là được đóng gói rất là kỹ càng để chúng ta sử dụng mà không có lo sợ về cái việc đó là ẩm mốc hay gì cả. Mà đây là hương sạch hoàn toàn, do vậy chúng ta sử dụng rất tốt cho sức khỏe này. Chúng ta sử dụng rất tốt cho sức khỏe, đồng thời rằng là không có nhựa, không có độc tố cũng như không có các thành phần cuốn tàn hóa chất. Do vậy chúng ta sử dụng rất là tốt. Trong giai đoạn này chúng ta đang có chương trình khuyến mãi là mua 5 tặng 1. Một hộp hương như vậy 108 nén chúng ta sử dụng được rất là nhiều, cũng như là mang lại những cái công hiệu trong cái việc thờ tự linh ứng nha. Đây, quý cô chú anh chị chú ý nhé, trong một hộp hương nó sẽ có 3 cái nén hương như này rất là kỹ, đóng rất là công phu. Với 108 nén chia ra là 3 gói như này. Do vậy rằng là chúng ta đồng thời trong mỗi một gói thì đóng cả túi chống ẩm luôn, rất là yên tâm để chúng ta thực hiện cái việc đó là chống ẩm cũng như là bảo quản hương rất là tốt. Thì đối với việc sử dụng hương sạch phong thủy vượng thì chúng ta không có phải lo cái việc đó là hóa chất cũng như là hương không đậu tàn. Do vậy là khi mà chúng ta thắp đến đâu thì hương sẽ cháy đến đấy và sạch tàn đến đấy, thì nó rất là sạch sẽ cho bát hương nhà chúng ta, đồng thời rằng là rất đảm bảo yếu tố về sức khỏe. Trong giai đoạn này chúng ta vẫn đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1, chúng ta hãy nhanh chóng liên hệ đến số hotline 1900292 hoặc là để dưới phần bình luận để đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thêm cho các cô chú chị về cái phần hương sạch phong thủy vượng này. 5 hộp hương sẽ được tặng kèm một hộp, quá tuyệt vời đúng không ạ? 108 nén mà các thành phần đều là thành phần tự nhiên, thảo dược tự nhiên dùng rất là tốt. Chị Mùi Nguyễn có hỏi là bao nhiêu một hộp vậy? Đối với hộp hương phong thủy vượng hiện tại mức giá đang là 100.000 một hộp chị Mùi Nguyễn ạ. 100.000 một hộp. Mua 5 hộp thì sẽ được tặng kèm luôn một hộp. Mà không cần phải mua liền tù tì 5 hộp, không cần phải mua một lần 5 hộp luôn, mà chị hoàn toàn là mua theo cái phương thức là tích điểm vậy, giống như tích điểm vậy. Tức là mỗi tháng chị mua một hộp cũng được. 5 tháng chị mua đủ 5 hộp thì vẫn được tặng kèm một hộp nữa. Quá tuyệt vời đúng không?
trong năm 2020 này, từ giờ cho đến cuối năm vẫn có chương trình như này. Chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này để mà bảo vệ sức khỏe cho người thân gia đình, đặc biệt là người già trẻ nhỏ nó tốt hơn. Thật đấy. Đặc biệt là giai đoạn mà chúng ta nhập trạch hay là chúng ta sử dụng hương sạch để chúng ta cúng tiến thần tài ấy, thì hãy sử dụng hương sạch chứ đừng có sử dụng mấy loại hương rẻ rẻ ngoài thị trường ấy. Nó không đảm bảo sức khỏe cũng như hại lắm. Sử dụng mà nó dễ làm cay mắt với lại là mùi hương nó khó chịu khiến cho đó chúng ta không có minh mẫn. Hương sạch Phong Thủy Vượng thì nó có các thành phần từ trầm, do vậy nó sẽ rất tốt cho sức khỏe. Hoặc là các cô chú chị cũng chú ý rằng là nếu chúng ta sử dụng ba bộ bốc bát hương, tức là ba bộ bốc cốt để bốc bát hương như này ấy, thì đều được tặng kèm một hộp hương Phong Thủy Vượng luôn. Chúng ta sử dụng ba bộ cốt để bốc bát hương sẽ được tặng kèm một hộp hương Phong Thủy Vượng như này. Ba bộ cốt bốc bát hương chúng ta có thể bốc cho ban bát hương của thần linh gia tiên và bà cung mãnh là ba bát rồi, thì sẽ được tặng kèm một hộp hương Phong Thủy Vượng như này. Đây là chương trình tri ân mà Phong Thủy Nguyên đang dành trong thời gian này, đúng không ạ? Ngoài ra thì các cô chú chị lên văn phòng để thỉnh vật phẩm, nếu như giá trị của gói vật phẩm đó lớn thì cũng sẽ được Phong Thủy Nguyên tặng kèm một hộp hương Phong Thủy Vượng như này, quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Chị Mùng Nguyễn này hãy nhắn tin cái phần bản vẽ mặt bằng công năng của căn hộ chung cư chị qua Zalo đội ngũ trợ lý, hoặc là qua phần tin nhắn fanpage thì sẽ được đội ngũ trợ lý các bạn sẽ take care cũng như support chi tiết hơn liên quan đến việc bố trí công năng nội thất bên trong nó có sai phạm gì không, hay các công năng nó có sai lệch gì không, để chúng ta có phương án để chúng ta thiết kế sao cho đúng nhất, cũng như rằng là lựa chọn 5 tháng bây giờ cắt phượng để chúng ta tiến hành nhập trạch. Hãy chia sẻ video livestream cũng như đặt câu hỏi dưới phần bình luận để được tư vấn chi tiết hơn nhé. Hoặc là các cô chú có thể gọi điện đến số 1900292 để được tư vấn chi tiết nhất, hoặc có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng. Tại Hà Nội chúng ta ghé qua địa chỉ là phòng 809 này, tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, cầu Giấy, Hà Nội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghé qua địa chỉ là 718 Sạc Lâm, phường 4, quận Phú Nhuận để chúng ta được tư vấn. Ngoài ra tại Đà Nẵng chúng ta có thể ghé qua địa chỉ là tầng 12 tòa nhà ngân hàng ACB, số 218 đường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nha, để được tư vấn những cách chi tiết nhất. Hãy đặt câu hỏi và nhớ đi kèm số điện thoại dưới phần bình luận nhé, để được liên hệ cũng như tư vấn một cách chi tiết hơn. Hoặc là inbox trực tiếp sang cho fanpage, hoặc là gọi điện đến số 190292 để được đội ngũ trợ lý tư vấn chi tiết nào. Và có lẽ chúng ta sẽ dừng livestream trong buổi ngày hôm nay tại đây nha. Các cô chú anh chị cần sự tư vấn chi tiết cũng có thể là liên hệ và có thể là xin số của Đức Trung để được hỗ trợ thêm. Ngoài ra hãy gọi đến số 1900292 thì sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn trợ lý của thầy tiếp nhận và xử lý rất là chi tiết kỹ càng. Nhớ là chúng ta chuẩn bị cả bản vẽ này, chuẩn bị hướng nhà cũng như là thông tin chi tiết thì sẽ được tư vấn một cách chi tiết nhất, chính xác nhất. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các quý vị cô chú chị trong những cái video livestream tiếp theo nha. Xin chào.